Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sắp đến Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc chiến tranh chấp quyền lực của nhóm tứ trụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam lại diễn ra. Để khởi động tinh thần sân cỏ ôn lại một số chuyện cũ, cái kiểu như trước thềm World Cup bóng đá, đài truyền hình thường lược lại những giải trước đó hoặc vòng đấu loại. Dưới đây là lá thư tố cáo Nguyễn Tấn Dũng của cựu ủy viên Bộ Chính trị Phan Diễn lúc đó. Phan Diễn, người Quảng Nam, bí thư Đà Nẵng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thường trực Ban Bí thư, về hưu năm 2006. Phan Diễn rời khỏi chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trương Tấn Sang là người kế nhiệm. Nếu xét về chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương và thời gian ở Bộ Chính trị từ năm 2006 về trước thì Phan Diễn lẫn Trương Tấn Sang đều là cấp dưới của Nguyễn Tấn Dũng. Sau này Trương Tấn Sang vọt lên chức Chủ tịch nước do được Nguyễn Minh Chiết giới thiệu. Cả Sang và Chiết đều có mối quan hệ mật thiết với Đặng Hoàng Yến. Minh Chiết gửi gấm sân sau của mình là Hoàng Yến cho Trương Tấn Sang. Từ đây mối tình vụng trộm giữa Hoàng Yến và Tư Sang nảy sinh. Nguyễn Công Khế là người làm gia nô thu xếp cho đôi tình nhân này mỗi khi họ muốn mây mưa. Lẽ ra mọi sự không có gì gay gắt giữa hai ủy viên Bộ Chính trị gốc Nam Bộ là Tư Sang và Ba Dũng. Nhưng Đặng Hoàng Yến lúc đó dựa thế Tư Sang đòi làm đại biểu Quốc hội để có danh. Tư Sang đã thu xếp cho Hoàng Yến làm đại biểu Quốc hội ứng cử ở huyện Đức Hòa, Long An, quê hương của Tư Sang. Yến được đà sang chảnh, chơi ngông lấn lướt. Nguyễn Tấn Dũng ngứa mắt mới đập te tua cả hai chị em Đặng Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm. Từ đó giữa Tư Sang và Nguyễn Tấn Dũng sinh ra mối thâm thù. Trương Tấn Sang đường đường là một anh hào chủ tịch nước đầy quyền uy mà phải ôm mối hận nhìn người tình xinh đẹp bị đào thương vây bủa. Cuối cùng Tư Sang chỉ còn cách dùng ảnh hưởng của mình để cứu Yến khỏi ngồi tù, đưa sang bên Mỹ. Từ đó tình duyên cặp trai anh hùng gái thuyền quyên bị chia cắt cả một bờ đại dương. Cũng từ đó, như truyền thuyết sơn tinh thủy tinh, Tư Sang theo mùa dâng nước đánh Ba Dũng, năm này qua năm khác. Sang vận động được Phan Diễn viết thư tố cáo Nguyễn Tấn Dũng, sau đó dùng thư này phán tán mọi nơi, dùng thân tín như Trịnh Văn Lâu, bí thư Vĩnh Long viết tố cáo Ba Dũng. Theo một số thông tin mà Trương Huy San tức Huy Đức viết bài tấn công Nguyễn Tấn Dũng căn cứ theo lá đơn tố cáo của Phan Diễn, Nguyễn Tấn Dũng đã phạm một điều tối kỵ trong cuộc chơi của những người cộng sản cao cấp, đó là đánh người tình của đồng chí mình. Chuyện đánh sau còn có thể chấp nhận, nhưng chuyện đánh người tình là điều tối kỵ vì nó gây vết thương lòng rất đau đớn cho người đàn ông đầy quyền lực như Tư Sang. Không có gì đau đớn hơn khi nhìn người yêu bị đọa đày mà không cứu được. Nỗi đau ấy âm thầm dai dẳng trong lòng người anh hào xứ Long An mãi bao nhiêu năm. Vì lẽ đó khi tấn công Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang đã không nề hà lôi con cái anh em nhà Nguyễn Tấn Dũng vào cuộc. Trở lại với vụ Trương Tấn Sang thuyết phục được người tiền nhiệm của mình là Phan Diễn viết thư tố cáo Nguyễn Tấn Dũng. Đây là đòn nặng ký nhất mà Sang đập Nguyễn Tấn Dũng tính từ trước đó trở đi. Huy động được một cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu thường trực Ban Bí thư Đảng viết đơn tố cáo. Trước khi lá đơn này gửi đi, Sang đã sử dụng dư luận xã hội làm bàn đạp để lá đơn có hiệu quả. Những tin đồn Dũng sẽ bị xử lý và sẽ bị bắt bỏ tù gây hưng phấn cho dư luận. Người ta háo hức chờ đợi một thủ tướng phải vào tù. Đó là một kịch tích lớn mà ai cũng muốn thấy. Nhất là với quan chức lãnh đạo cộng sản phải vào tù thì người ta càng vui thích hơn. Phần khác là những kẻ đánh hơi thấy sự suy tàn của Nguyễn Tấn Dũng, muốn tranh thủ thể hiện mình là người cấp tiến, dũng cảm, hay những kẻ muốn lấy lòng phe thắng cuộc trong kiếm chút sự nương nhờ sau này. Tất cả tạo nên một làn sóng dư luận chỉ trích Nguyễn Tấn Dũng. Trương Tấn Sang đã thành công trong việc sử dụng dư luận xã hội. Sang làm được một điều mà trước đó ít ai làm hoặc ít ai thành công là Sang đã đưa tin tức nội bộ ngầm xuống dư luận. Cộng với những đơn thư tố cáo, tài liệu nửa kín nửa hở kích thích dân tình ngóng trông.
Nếu nói về người đầu tiên đưa tin tức nội bộ ra ngoài sử dụng mạng xã hội để tấn công đối thủ thì chính Trương Tấn Sang là người đầu tiên khai phá mạng này. Quan làm báo ra đời đưa tin tức về vụ bắt Bầu Kiên đã gây chấn động dư luận, rồi tiếp đó những lãnh đạo cao cấp khác của Đảng Cộng sản cũng học theo chỉ đạo đàn em lập ra những trang như Cầu Nhật Tân, Tư Sàn Nhan Hiểm và Đỉnh Điểm của Chân Dung Quyền Lực. Các trang cá nhân của các cây viết có nhiều người đọc cũng được ai đó tuồn tin cho viết. Việc tuồn tin có thể được trực tiếp gặp gỡ tiết lộ đối với những cá nhân trong nước, còn một số trang website ở nước ngoài thì nhận được những email không xác định được rõ người gửi. Đặng Hoàng Yến, Nguyễn Công Khế, Trương Huy San dùng các mối quan hệ của mình tạo nên một mạng lưới dư luận nhằm vào Nguyễn Tấn Dũng, hỗ trợ cho Trương Tấn Sang. Phía Nguyễn Tấn Dũng kém cỏi hơn trong quan hệ việc với việc mạng xã hội hoặc các trí thức cấp tiến. Những tay bút có thiện cảm với Nguyễn Tấn Dũng như Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Như Phong lại quá yếu ớt trong quan hệ với mạng xã hội. Trước làn sóng dư luận và đơn tố cáo trong nội bộ nhắm vào mình, Nguyễn Tấn Dũng phải viết một lá đơn dài gửi đến Nguyễn Phú Trọng để thanh minh. Nguyễn Phú Trọng chỉ chờ có thế, ông Trọng chả ghét gì Nguyễn Tấn Dũng, ông cũng chả ưa gì Trương Tấn Sang, như dư luận lầm tưởng. Ông để Tư Sang tố cáo Nguyễn Tấn Dũng, đôi khi còn ủng hộ Trương Tấn Sang đánh Nguyễn Tấn Dũng. Đến khi Dũng phải đến ông như một kẻ dưới trướng đến thanh minh, lúc ấy vị thế của ông đã thực sự thành một ông trùm. Và quả thực sau những âm ý tố cáo thanh minh của đồng chí đang có khả năng đoạt ngôi báu, việc ông Trọng ở lại và các đồng chí có lực mạnh khác phải giã từ là một kết cục tất yếu mà ông Trọng đã chờ đợi. Lá thư này cũng là một sự xác nhận về quyền lực của ông Trọng sẽ nắm vị trí tuyệt đối ở Đại hội 12 nếu như Nguyễn Tấn Dũng không gửi lá đơn này. Ông ta quyết định tới cùng với Trương Tấn Sang thì số phận Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có những bước ngoặt lớn. Nhưng ông ta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chấp nhận chọn một cách chính thức công nhận ông Trọng là một vị vua. Trước Trung ương 13 nhiệm kỳ 11, Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu Nguyễn Phú Trọng ở lại tái nhiệm chức Tổng Bí thư. Việc đó gây sững sờ cho bao nhiêu đàn em của bà Dũng. Nhưng ông ta, Nguyễn Tấn Dũng, khó có lựa chọn nào khác. Nếu ông ta không làm thế, ông ta chỉ còn cách lật giấy lên một trận chiến khủng khiếp có thể làm biến động lịch sử. Ông Trọng nắm ngôi toàn quyền, chế độ Cộng sản được củng cố hơn. Những phong trào biểu tình, phong trào xã hội dân sự, phản biện dần dần bị dẹp hết. Những án tù khủng khiếp đổ lên đầu những người bất đồng chính kiến. Rất nhiều quan chức cấp cao và các đại gia bị đưa ra tòa lãnh án tù để đổi lấy niềm tin của dân chúng với chế độ. Nhưng rồi thấm thoát lại đến kỳ nhiệm kỳ 13. Ông Trọng sẽ giữ được tình trạng như trên bằng cách nào? Cùng với sự tái xuất của Trương Tấn Sang, có nhiều đồn đoán về việc ông ta đang bảo kê cho một lớp chính khách để lao vào trận mạc Đại hội 13. Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Công ty Năng lượng Tân tạo TEC, thình lình phát đơn kiện cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 9 năm 2019, với lý do vì ông Dũng đã ra lệnh xóa dự án vi phạm trực tiếp thỏa thuận giữa đầu tư TEC và chính phủ Việt Nam, khiến TEC thiệt hại lợi nhuận hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ. Vụ kiện trên do hãng truyền thông PR Newswire đưa tin theo nguồn tin từ văn phòng luật sư Law Office of Charles. Đặng Thị Hoàng Yến được cho là người của Tư Sang, mà là người tình của Tư Sang, theo rất nhiều dư luận mà bắt đầu rộ lên từ năm 2012, là năm hiện ra trang mạng Quan làm báo chỉ trích và tố cáo phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng kịch liệt. Đạo diễn của trang mạng này được một số dư luận cho là Đặng Thị Hoàng Yến. Vụ kiện của bà Yến đối với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 9 năm 2019 cho thấy phe Trương Tấn Sang rất có thể đã nhận thấy dấu hiệu manh động mà có thể dẫn tới hành vi cướp ấn của phe Nguyễn Tấn Dũng nên ra đòn đánh phủ đầu trước. Vụ kiện trên lại xảy ra hầu như đồng thời với một loạt bài viết được tung lên mạng xã hội mang tựa đề Màn kịch bẩn thỉu của Jonathan Hạnh Nguyễn, quan chức ECV và Út Trọng để chiếm đoạt sân bay quốc tế Cam Ranh.
Con đường rửa tiền của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang và gia tộc của ông ta nhằm đánh Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước, nhân vật duy nhất còn giữ tư thế quyền lực của kẻ không còn quyền lực trong chính trường Việt Nam. Tác giả ẩn danh của loạt bài viết này được một số dư luận cho là người của phe bà X, tức Nguyễn Tấn Dũng. Ngay trước khi có loạt bài viết trên và vụ kiện của Đặng Thị Hoàng Yến đối với Nguyễn Tấn Dũng, đã xuất hiện loạt bài viết hướng đến Đại hội 13 của cùng tác giả Hoàng Việt. Rất có thể chỉ là một bút danh trên mạng xã hội với tất cả chi tiết ruột rà cho nội bộ đảng lẫn nội bộ ngành công an và khiến cho người đọc phải hình dung ngay tác giả là người tay trong thì mới có được những thông tin như thế. Những bài viết này chĩa mũi dùi vào một số quan chức Bộ Chính trị còn muốn đi tiếp và vươn lên một tầm cao mới như Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và những quan chức cấp trung ủy như Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Tối cao. Trong khi đó, Trương Tấn Sang đang làm nên một hiện tượng đặc biệt khi ông ta xuất hiện trở lại trên mặt báo khá dày đặc trong thời gian gần đây, đi thăm nhà máy điện gió Bạc Liêu, đi kiểm tra 9 cây cầu bê tông nông thôn đang thi công ở các xã Long An, khánh thành 12 cây cầu nông thôn ở Long An. Cùng với sự tái xuất của Trương Tấn Sang, có nhiều đồn đoán về việc ông ta đang bảo kê cho một lớp chính khách để lao vào trận mạc trước Đại hội 13. Vụ kiện Đặng Thị Hoàng Yến đối với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang gây xôn xao dư luận, trong đó đang nổi lên dư luận cho rằng đằng sau vụ Yến kiện bà Dũng chính là bàn tay của Trương Tấn Sang. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.